Thưa quý vị, trong những năm gần đây, công tác phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Với những cách làm thiết thực, nhiều câu lạc bộ đã phát huy vai trò nòng cốt tại địa bàn khu dân cư, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi gia đình. Câu lạc bộ Nam giới tiên phong phòng chống bạo lực với phụ nữ tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu là một ví dụ điển hình. Hiện là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Nam giới tiên phong phòng chống bạo lực với phụ nữ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, ông Nguyễn Hữu Khiết là một trong những thành viên tham gia câu lạc bộ ngay từ những ngày đầu thành lập. Với phương châm tuyên truyền đến từng ngõ, gõ từng nhà, ông Khiết cùng với các hội viên phụ nữ phường thường xuyên trò chuyện, trao đổi với các hộ gia đình tại địa phương, giúp họ hiểu hơn về bạo lực gia đình, nguy cơ và các biện pháp ngăn chặn. Nó đấy mà để mà ngăn chặn cho được cái việc mà bạo lực của đàn ông, của nam giới đối với phụ nữ là một vấn đề rất là khó khăn và lâu dài, không phải nói một ngày một ngày hai mà thực hiện được. Nhưng dù sao thì bên cạnh hội phụ nữ thành phố rồi là hội phụ nữ phường thì đã thành lập ra các câu lạc bộ, thì chúng tôi cố gắng thông qua các cái sinh hoạt thì từ đó mới tuyên truyền, bởi vì nó đi vào cái thực tế. Đây là những buổi tuyên truyền lưu động của câu lạc bộ. Các thành viên sẽ rong ruổi trên các tuyến đường chính và đặt những pano khẩu hiệu như thế này tại các hàng quán nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Với chủ đề sắc cam, thắp sáng và hành động, cùng nam giới nói không với bạo lực phụ nữ và trẻ em, câu lạc bộ mong muốn đánh động vào nhận thức của những cánh mày râu. Câu lạc bộ này ra đời, nó đem lại một cái lợi ích rất là lớn đối với các cái thành viên cũng như cái sự lan tỏa trong cộng đồng ạ. Huy động được nhiều nam giới cùng tham gia với câu lạc bộ, tức là họ về nhà họ sẽ phụ giúp công việc nhà và chia sẻ công việc nhà với lại người vợ, và họ không còn cái tình trạng bạo lực đối với trong gia đình nữa. Ra đời từ năm 2015 cho đến nay, câu lạc bộ Nam giới tiên phong phòng chống bạo lực với phụ nữ phường Hòa Cường Bắc đã huy động được số lượng lớn nam giới tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Qua các chương trình thì chúng tôi hiểu rõ về các cái kiến thức về thế nào là sinh ra các cái bất bình đẳng trong xã hội giữa nam giới và phụ nữ, thì từ đó là chúng tôi là cần thấy thích thú và cần đi sâu hơn nữa để mà tham gia vào các cái hoạt động ở ngoài xã hội cũng như ở trong gia đình, để có thể bước đầu là chia sẻ các cái hoạt động với người vợ ở trong gia đình và có thể tạo ra các cái bước đầu để mà ngăn chặn bớt các cái hình thức về bạo lực đối với phụ nữ. Đến nay, với khoảng 30 thành viên tham gia, câu lạc bộ Nam giới tiên phong phòng chống bạo lực với phụ nữ phường Hòa Cường Bắc vẫn đang tích cực đa dạng các hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, chung tay xây dựng Đà Nẵng là thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em.